Ivy xin mến chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đến với kênh Ivy Đoạn Cuộc Sống Mỹ Vlog. Hôm nay Ivy xin chia sẻ với cả nhà một cái sản phẩm mà Ivy vừa mới order trên Amazon. Thì cái nhãn hiệu của nó là Ni Scooter. Ni Scooter từ Ni Rover. Thì Ivy tra cái từ này ở trong tiếng Việt nó không có. It doesn't have any word in Vietnamese for that one. So Ivy sẽ nói luôn tiếng Anh, đó là Ni Scooter các bạn nhé. Thì cái này là sản phẩm trên Amazon. Bây giờ ông xã của Ivy sẽ open the box and see what look like inside. Here you go, honey. One, two, three, and go. Thank you. Lần đầu tiên đặt cái sản phẩm này trên Amazon nên là không biết nó sẽ như thế nào. Sau cái video này thì mình sẽ biết sản phẩm nó như thế nào nhé. Thì Ivy biết rằng cái từ này có thể dịch ra đó là cái scooter mà mình có thể đứng bằng cái đầu gối. Cái chân mà Ivy vừa mới phẫu thuật xong thì sẽ dùng cái đầu gối của cái chân đó. Ooh. What is that? Oh, cái này là cái mà Ivy sẽ bỏ cái đầu gối lên trên cái pad đó, cái giống như cái yên á. Wow. Look at that. Ivy thấy mấy cái bánh xe rồi, cái này là four wheels hả honey? Ok, nó có bốn bánh xe các bạn. Ồ, nó có cái sườn nè. Nó có cái sườn. Không sợ Ivy ngại quay mặt cho nên Ivy sẽ không quay mặt. Put closer a little bit. Thank you. Do you need the scissor or the knife? Ok. Thì cái nhãn hiệu này là lần đầu tiên đặt. Hôm trước ông xã Ivy cũng có vấn đề về cái bàn chân nhưng mà đi lại được cho nên là không đặt. Hôm nay là bắt buộc phải đặt hàng. It's okay. Ông xã Ivy cần phải có một cái dao hay là cái kéo để cắt mấy cái cable đó ra. Trong lúc mà chờ ông xã thì Ivy sẽ nói sơ về cái sản phẩm này. Thì đây là cái công ty có trụ sở ở Georgia, Mỹ. Thì Ivy thấy nó dịch đó là xe tay ga đầu gối. Nhưng mà từ scooter thì ở bên Việt Nam thì scooter thì cũng có nghĩa là xe tay ga các bạn. Tuy nhiên đối với cái này thì không, nó không có dùng ga, dùng gì hết. Nó sẽ dùng sức đẩy của Ivy. Ông xã Ivy sẽ cắt cái sườn ra. Nó gói khá là kỹ tại vì nó vận chuyển từ tiểu bang khác đến đây. Cho nên cần phải cần phải gói kỹ, nếu không mà lúc mà mình vận chuyển á các bạn nó sẽ bị móp méo. Ồ, Ivy thấy cái tay cầm rồi kìa. Nhìn giống như là một chiếc xe. Ivy ở trên mạng thì thấy có ở bên Việt Nam có rất các bạn nhỏ, các bạn thanh thiếu niên á có mua cái xe scooter này về để coi như là một trò giải trí. Còn đối với Ivy thì nó rất là cần thiết lúc này để cho cái chân của Ivy phục hồi. Tại vì Ivy cần phải đi làm, mà lúc đi làm thì đi lại khá là nhiều. Và bác sĩ khuyên là không có nên đi lại nhiều quá và tránh ức sức ép lên cái bàn chân mà Ivy mổ. Two wheels. Are you okay? Ông xã anh coi dùm cái sản phẩm này. Coi những cái tính năng rồi những cái đặc điểm từ ở trên mạng rồi sau đó đặt. It took 3 days to ship here right honey. Nó từ lúc mà đặt hàng tới lúc mà mình nhận thì là 3 ngày. Là đang dùng cái kềm để cắt cái mấy cái dây đó ra các bạn. Thì cái sản phẩm này thì hơn 100 đô. 114 đô. Sau thuế nữa thì cũng tầm 125 đô á các bạn. Nếu mà sau khi mà Ivy sử dụng xong không có sử dụng nữa thì để dành. Nếu cần thì sử dụng.
Tại vì IV có tìm hiểu điểm thuê thì nó lại không có. Ok, giờ là tới trường ông xã ngồi bạc luôn rồi. Sit on the floor, ready to be the mechanic. Bravo, honey. Bravo, honey. That means you are awesome. Vậy thì Evie đọc thì thấy nó là chỉ nặng 20 pound thôi. Nhưng mà có thể hỗ trợ được cho những bệnh nhân nặng tới 300 pound. Nó lúc mà nó giao là nó để trước cửa, Ivy khiêng vô thì thấy khá là nặng. Hy vọng là sau khi lắp ráp xong thì Ivy có thể khiêng từ trên nhà xuống xe, rồi khiêng khiêng từ trên xe xuống 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 đất chỗ đậu xe để có thể sử dụng từ chỗ đậu xe đi vô trong chỗ làm. Vậy thì Ivy thấy là nó có cái giỏ nữa, có cái basket, cho nên Ivy sẽ sử dụng cái đó để bình nước này, áo khoác hay là những vật dụng cần thiết. Let me move backward a little bit. This way we can see the whole product. Ok, lại Ivy thấy bánh xe nè, rồi thấy dây thắng nè, rồi tay cầm. Nó có cái hướng dẫn ở bên trong. Nếu cả nhà muốn thì AV sẽ để đường link của cái sản phẩm này ở dưới. Nếu cả nhà cần thì có thể tham khảo thêm. Tại vì đối với cái sản phẩm này thì có rất là ít thông tin, có rất là ít cái nguồn tham khảo thông tin. Bởi vì thấy bên này họ sử dụng xe lăn nhiều nè, rồi nạng. Nhưng mà sử dụng nạng thì nó hơi bất tiện cho AV. Hôm qua AV đi làm là sử dụng cái scooter của cửa hàng đi lại, thấy cũng khá tiện. Xe đó là ngồi giống như là xe điện vậy đó, mình ngồi mình lái. Còn cái này là mình sẽ đi một chân, và một chân là mình sẽ bỏ lên cái yên xe và mình đẩy. Để coi sau khi lắp ráp xong thì nó như thế nào ha. Are you wondering why I talk too much? Đây mọi người thấy, đây là tất cả. Ok, I just chụp hình, take a picture real quick at the all the item we have. Cái video này khá là dài, tại vì lúc mà mở thùng cho đến lúc lắp ráp thì cũng cần một khoảng thời gian. Bây giờ ông xã mới lấy cái hướng dẫn ra để xem coi nó như thế nào, coi lắp ráp ra sao, và nó có một cái ốc rồi cái nút đi kèm để mình có thể gắn vô các bạn. Bên này làm gì cũng tốn kém hết, không có sẵn, cái gì cũng lúc cần là mua, lúc cần là mua là mua, cho nên là đồ trong nhà nó cứ nhiều nhiều lên là vậy á, không có mượn, không có thuê được gì hết trơn luôn. Ivy biết mà nó quan trọng vậy, Ivy mua lúc mà mình còn vừa mới phẫu thuật xong á, để mà lúc mà đi làm thì không có phải lo là đi đi bộ đi lại nhiều. Hôm nay Ivy đi làm lại một tuần rồi hôm nay mới phải đặt. Tại vì Ivy cứ tưởng là lúc mà đi làm lại thì mình có thể ngồi ghế. Tuy nhiên với cái công việc của Ivy thì bắt buộc Ivy phải đi lại rất là nhiều. Nên là bắt buộc phải mua. Nó có cái mọi người thấy giống như đồ chơi hả? Tất cả lúc like the toys. Puzzle, honey play puzzle. And then that is a basket. Okay. Đó là cái giỏ xe, giờ ông xã sẽ gắn cái giỏ xe vô trong cái khung. Ông xã ngồi xa quá nên là vì phải lìa cái camera qua phía đằng này.
Ông xã Ivy ngại lên lên hình cho nên không có nói gì cả. Cảm ơn ông xã nhiều cả nhà ơi. Nếu mà không có ảnh chắc mình không biết sao luôn á. Hiền. Thì không có. Ok, old and beautiful. I can put my water bottle, my jacket, pants, anything I need at work. Đó là cái instruction hả honey? Yes. Ivy với ông xã thì không có tiền bạc gì nhiều cả nhà ơi, vẫn ở nhà thuê. Ivy mua thì vẫn mua xe cũ. Ông xã mua thì vẫn mua xe cũ. Hai vợ chồng đi làm là 40 tiếng mỗi tuần có khi là hơn. Làm việc quần quật vậy đó để đủ tiền xây sở này kia. Nhưng mà được cái là tình cảm thì dạt dào. Do you want me to pause for a second? Okay. Ông xã nói là mình hỏi là có cần phải phải tạm dừng video một chút không? Tại vì đang đọc cái hướng dẫn á, cho nên nó cũng khá là lâu. Cả nhà đợi Ivy một lát nha. Ông xã của Ivy bắt đầu lắp ráp. Little bit far from the camera, so I need to move it. Ooh, I can feel it. I can see it from there. Mọi người thấy cái sườn gắn với cái hai cái bánh xe đằng sau hả? Hy vọng là cái video này hữu ích cho những cô chú nào mà sau khi đặt hàng xong thì có thể xem cái cách để lắp ráp. Tại vì cái hướng dẫn của nó là toàn là tiếng Anh không thôi. Oh yeah, the two front wheels. Cái sườn của nó có màu khác nhau ha. The color of the frame. Black and gray. Nó có màu xám với lại màu đen á các bạn. Màu đen và màu xám. Sorry cả nhà, hôm nay ông xã Ivy phải dậy sớm từ lúc 6 giờ để đi học. Nên giờ ảnh cũng khá là kín tiếng, hơi 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 mệt một chút. Vừa lắp ráp vừa phải đọc cái hướng dẫn để cho mình lắp ráp cho nó đúng hết, tại vì cái này là nó rất là quan trọng á các bạn, mình phải lắp đúng để cho lúc mà mình sử dụng á, nó không có bị gãy, nó không có bị hư hỏng á. Tại vì lúc mà mình sử dụng là mình sẽ bỏ cái chân lên trên cái yên đó và mình sẽ sử dụng tất cả các cái lực bình sinh để mình có thể di chuyển, cho nên cần phải lắp ráp cho nó chính xác và đúng theo cái hướng dẫn của nhà sử dụng của nhà sản xuất. Rồi giờ là gắn cái đinh siết chặt. Vừa gắn cái tay cầm. Gắn xong là mình phải dùng cái mà họ cho để mình gắn hai cái bộ phận lại với nhau. Và cần phải siết chặt lại.
Do you have a bell? No. No bell. Ivy hỏi là nó có còi không á, tại vì nhiều lúc Ivy đi làm ở tiệm á nó đông quá. Nên là chắc nếu mà đông quá thì phải đi từ từ với lại tránh chỗ đông người. Rồi bây giờ là sẽ gắn cái đầu này vô. Wow, it's tall. We can adjust the height, right? Yep. Ivy hỏi là mình có thể điều chỉnh được cái chiều cao của cái xe này không? Tại vì nhìn nó hơi cao với Ivy á. Rồi, giờ phải đọc cái hướng dẫn rồi tiếp tục. Oh yeah. Không biết là ông ba xem cái video này có thấy được chính mình ở trong cái video này không? I told that my dad is the bicycle repair. So it looked like you remind me of my dad. Xem cái này mà nhớ ông ba dễ sợ luôn. Tại vì ông ba ông hay sửa xe á, rồi nhìn cái yên này giống như là nhìn giống như là ông ba của Ivy luôn á. Nhìn thấy giống như là ba của Ivy đang ở trước mặt. Cái này mà không biết là Ivy mò cả ngày mới chữa ra nữa các bạn. Rồi cái yên. Pause for a second. Ông xã Ivy lấy hộp đồ nghề. Rồi sẽ sử dụng cái power tool đó để cho nó chặt hơn á. Is that loud? No, it's fine. Giống như người đàn ông đích thực luôn á các bạn. Oh yeah. Cái này nó có cái đèn luôn bật lên để mình có thể thấy rõ là ở cái chỗ nào mình cần phải gắn cho nó chặt. Oh yeah. That's nice and easy, huh? Alright. What is the next step? Giờ là đến lúc coi phải gắn cái yên nó vô. Gần xong rồi các bạn ơi. Oh yeah. Okay. And this one. And push back a little bit. Rồi giờ gắn yên xe vô rồi. Cái phanh nè, đây là cái phanh. It's fine. It's our battery. Và cuối cùng là mình sẽ gắn cái Do you want me to try it on first, or do you want to put the basket first? Basket on. Okay. Giờ là phải gắn cái giỏ vô rồi sau đó Ivy mới thử xem thử là cái độ cao nó như thế nào. Rồi. Oh, I thought this have a cover. No. Okay. Nope. It's a little bit wider than I expect, but it's fine. Okay. All done. All done. Oh yeah, và đây là xong rồi các bạn ơi.
AV xin phép tạm dừng livestream này ở đây nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, ghé kênh ủng hộ AV. Cả nhà đăng ký kênh giúp AV like, share video này cho nhiều người cùng biết ha. AV có đồ chơi mới rồi cả nhà ơi. Cái này mà ở Việt Nam mà đi chợ cũng vui ha. Có giỏ rồi có xe, rồi có giỏ rồi có phanh rồi có chỗ để chân nữa. Ok. Oh, I thought the brake on the back. Okay. Ok, Ivy xin phép chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Ivy sẽ thử xem nó như thế nào. Thanks so much for watching.